Xin chào các bạn nha, mình là kênh nấu ăn ngon mỗi ngày đây. Hôm nay mình nấu món thịt luộc, cà pháo mắm tôm và canh bùn ngót trong bữa cơm gia đình á. Đơn giản nhưng mà rất là ngon nha các bạn. Ở đây mình có chuẩn bị là 500g thịt. Cái nếu mà thịt luộc á thì các bạn mua thịt đùi ha. Còn tùy các bạn muốn ăn mỡ thì mình có thể mua qua loại nha. Ở đây ở nhà thích ăn thịt nạc nên mình sẽ mua thịt nạc. Và thịt này mình đã sơ chế sơ nước lạnh rồi. Ở đây mình có muối, gừng và sả. Cái này để một lát mình sơ chế sơ lại cái thịt này. Lý do là mình lấy cái nước luộc thịt đó mình nấu với lại canh ngót. Đây, thành ra là mình phải sơ chế sơ đi các bạn nha. Ở đây mình có cà pháo ha. Có một chai mắm tôm. Và ở đây mình đã đâm sẵn rồi. Tí mình pha ha. Các bạn sơ chế cái phần bữa cơm thịt này trước bằng nước sôi nha. Tại vì mình lấy nước để mình nấu canh á, nên mình phải cho cái khúc này nó sạch trước. Các bạn cho muối, gừng, sả vào. Nên khi mình luộc á, mình lấy nước đó mình nấu canh luôn. Các bạn ngâm cái này khoảng 5 phút đi ha, cho nó sạch bớt cái mùi thịt đi, cái mùi thịt sống hôi á bạn. Mình ngâm ha. Cái phần cà này các bạn bỏ cái phần cuốn này đi ha, rồi chẻ ra làm hai. Thịt sau khi mình sơ chế và mình rửa lại sạch sẽ thì mình sẽ đi luộc nha các bạn. Mình luộc cái này 20 phút nha các bạn. Các bạn luộc thịt nhớ cho vào một miếng muối ha, cho nó thịt nó thấm vào cho nó mặn mà nó ngon nha. Giờ mình chỉ các bạn pha mắm tôm sao cho ngon nha. Bạn cho vào đây 3 muỗng canh đường. Hai muỗng mắm tôm. Các bạn từ từ quậy lên nha, các bạn cho hết một trái chanh vào. Chanh này ít nước quá. Nếu mà các bạn có tắc á thì dùng nó ngon hơn á. Sau khi cho chanh vào các bạn đánh mạnh tay lên. Các bạn nhớ đánh mạnh tay lên nha, để cho mắm tôm nó nổi lên á. Vừa tan đường vừa cho mắm tôm nổi lên ha. Và lúc này các bạn có thể điều chỉnh lại là thêm ớt hoặc là thêm đường nha. Nhà mình thì ăn ngọt nên mình sẽ cho 3 muỗng đường và 2 muỗng mắm tôm. Còn tùy các bạn điều chỉnh lại cảm thấy vừa miệng gia đình mình là được nha. Mắm tôm mình quậy xong các bạn cho cà pháo vào luôn. Các bạn trộn đều lên. Cho nó thấm vào. Thấm vào miếng cà pháo ăn nó mới rất là ngon nha các bạn. Các bạn để ở ngoài chấm cũng có thể được, nhưng mà nó không ngon bằng bạn bỏ vào luôn. Vào luôn thì nó sẽ thấm vào miếng cà, nó ngon hơn ha. Các bạn làm thử nha. Các bạn xem kênh nha, thấy hay thì cho mình một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ với. Đấy. Giờ mình để đây là mâm cơm thịt luộc, cà pháo mắm tôm của mình đã hoàn thành rồi nè các bạn. Thịt luộc ha, vừa chín tới. Cà pháo mắm tôm rất là thấm do mình ướp đó.
mình ướp trước á, rồi mình không không phải chấm á, nên mình ướp trước ha. Và đây là nước luộc thịt rất là ngọt, canh bùn ngót ha, bùn ngót này nhà mình trồng luôn, thịt luộc gấp một miếng chấm vào đây, kèm theo miếng mắm tôm, miếng cà pháo mình ăn nha các bạn. Ngon quá. Các bạn làm theo mình nha. Cảm ơn các bạn đã xem kênh và theo dõi mình nha. Chúc các bạn nấu ăn thành công, rất là ngon, đơn giản. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau nhé.